rạng rỡ niềm tin thanh thang trên đường lớn hướng tới toàn cầu xóa sạch hết bệnh lao cho nhân dân muôn nhà hạnh phúc đất nước thanh bình giàu đẹp tươi sáng. Ô, thành viên Phổi Trung ương chẳng quản gian lao đêm ngày khuya sương chung tay chung sức chữa bệnh cho nhân dân như những con ong miệt mài cẩn mẫn tìm hoa kiếm mật đem hương sắc cho đời. Dù còn khó khăn, cho dù gian nan nhọc nhằn khuya sương, với sao mai niềm tin những người thầy thuốc khắc sâu trong tim lời dạy của ban chữa bệnh cho nhân dân bằng cả lương tâm, tấm lòng sẵn son lương y như từ mẫu khát vọng trong ta đem hạnh phúc đến muôn nhà. Trong ta đem hạnh phúc